Mến chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với unit tiếp theo, đó là unit 7, caring for the elderly, chăm sóc cho bệnh nhân mà lớn tuổi. Trước hết thì chúng ta sẽ đi vào phần từ vựng. Chúng ta sẽ đọc sơ qua những cái từ vựng này và trả lời cái câu hỏi là những cái khó khăn mà đặc biệt những người bệnh lớn tuổi thường đối mặt, cũng như là những người chăm sóc cho họ là cái gì. Các em có thể sử dụng những cái từ vựng này để chúng ta hoàn thành. Chúng ta có thể dừng video lại và tự suy nghĩ trước khi chúng ta đến cái phần trả lời. Thì thứ nhất là về thuốc thang, thì người già họ ít có khả năng chịu đựng được thuốc thang hơn và họ cảm thấy là rất là khó khăn để đi theo những cái chế độ. Về chẩn đoán thì nó phức tạp hơn và người già thì thường phải trải qua rất là một loạt những cái tình trạng mà ảnh hưởng đến nhau. Về công việc hàng ngày thì họ có khuynh hướng là cần sự giúp đỡ hơn, chẳng hạn là trong cái việc ăn uống này, rồi tắm rửa, đi toilet, thay quần áo, đi lại vân vân. Ở nhà thì họ không có nhận được sự chăm sóc mà họ cần. Về thái độ của nhân viên thì nhân viên có thể là trịch thượng, rất là kiểu superior, họ cãi cã hơn, họ bề trên hơn. Và những cái triệu chứng này có thể bị xem nhẹ khi mà nó liên quan đến cái tuổi già, đến sự lão hóa và không có được khám chữa cẩn thận. Những bệnh nhân mà trẻ tuổi hơn thì có thể sẽ được ưu tiên chữa trị hơn. Về thức ăn thì người già có thể mất đi cái sự ngon miệng khi mà họ ăn những cái khẩu phần dinh dưỡng mà họ đáng lẽ phải cần, và họ gặp khó khăn trong cái việc mà cho chính mình mà ăn uống. Về sự hồi phục thì nói chung là nó sẽ chậm hơn. Có lẽ là họ không thể theo được những cái liệu trình chữa trị, chẳng hạn như là thuốc thang hay là vật lý trị liệu. Về tinh thần thì họ cảm thấy có thể họ sẽ thấy khó hiểu, xem thử là cái gì là sai, rồi nên đưa ra quyết định gì, chẳng hạn như liệu có nên mổ hay là không, có nên về hay không, vân vân. Có khuynh hướng là chịu sự cô đơn cũng như là trầm cảm. Về những biến chứng mà họ có thể gặp được, họ gặp phải thì họ có khuynh hướng là mắc phải những biến chứng và họ có thể phải hứng chịu cái hậu quả mà xấu nhất, cũng như là có khả năng chịu cái vết thương mà do áp lực. Ok, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe hai người cao tuổi nói chuyện với nhau trong một cái viện dưỡng lão, và một quyết định xem là bà Edith, cái người nói đầu tiên ấy, là có đề cập đến cái gì trong những cái này. Bà Edith thì không thích cái gì, bà Edith thì muốn cái gì, vân vân. Chúng ta nghe. Unit 7, Listening 1, A Care Home. Right, ladies, bingo's about to start. And that nurse, Barbara, I don't like her. Shh, Edith, she'll hear you. I don't care if she hears me, Betty. She speaks to me like a child. That's a lovely jumper you're wearing, Edith. Don't you look pretty? She should call me Mrs. Taylor, thank you very much. No respect, you see. And she comes into my room without knocking. You've got no privacy, no self-respect. Oh, cheer up. Let's go over and play some bingo. Bingo? I'm not interested in playing bingo with a group of old ladies. It's not very stimulating, is it? They're all so slow because they've got nothing to keep their minds busy. And their medication slows them up some more. They just sit in front of the television all day. Are you coming on the trip to the seaside next week? No. I don't like coach trips. I just want to go home. I miss my independence. I miss my kitchen. And that's another thing. I don't like the food here. Yes, but we don't have to cook or do the washing ourselves. I like this care home. It's clean. The staff are very professional.
And it's nice to know there's someone near in an emergency. And there's always someone to talk to. I'm never lonely. Well, I don't want some young nurse telling me what I can and cannot do. I want children around me. It's not natural living like this. Everybody here is old. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check lại. Các em có thể tua lại video này trước khi đến với phần đáp án. Và sau đây là đáp án của chúng ta. Edith thì không thích Barbara, là cái cô y tá mà chăm sóc cho bà ấy. Bà này muốn một cái sự riêng tư và một cái sự tôn trọng, bởi vì cô này thì suốt ngày gọi tên đầu của bà, first name. Bà muốn được gọi là bà Taylor. Bà không thích cái trò bingo, bà thích một cái gì đó nó mang cái tính cái thích hơn. Rồi bà không thích những cái chuyến đi dã ngoại, khi mà bạn của bà hỏi là bà sắp tới bà có đi hay không. Bà muốn về nhà, muốn cái sự độc lập, nhớ căn bếp của bà. Bà không thích cái đồ ăn ở đó. Ok. Bây giờ chúng ta qua một cái phần tiếp theo là phần tip script. Chúng ta thấy là người ta không sử dụng danh từ stimulation mà người ta dùng tính từ stimulating, là mình cũng phải biết là mình sẽ chọn cái từ đó. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ đọc cái bài văn ở trang 41 và xác định là cái câu này là đúng hay là sai. Nếu bạn cầm một cái bút ở lộn tay, nhầm tay, thì việc viết lách sẽ trở nên rất là không thoải mái và khó khăn. Nhưng mà cứ tiếp tục làm điều này thì bạn sẽ tiến bộ hơn, là lúc đó là bạn đã học hỏi được. Điều này là bởi vì sự liên kết giữa các neuron thần kinh ở trong não của mình thì nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và cái não bộ của mình sẽ phát triển hơn. Trong những cái năm tháng đầu tiên khi mà não của chúng ta phát triển nhanh, rất nhanh, thì chúng ta học về ngôn ngữ này, viết lách, số, âm nhạc và cách để mà điều phối những cái chuyển động. Và khi mà chúng ta còn là những thanh thiếu niên á, thì mỗi cái neuron thần kinh trong não của chúng ta đã được liên kết đến hàng ngàn, hàng vạn những cái neuron khác. Và mỗi lần mà chúng ta có một cái suy nghĩ mới hay là một cái ký ức mới thì não bộ của chúng ta sẽ tạo nên những cái liên kết mới. Cũng giống như là cơ bắp thì nó sẽ mạnh mẽ hơn thông qua việc mà mình sử dụng nó. Não mình sẽ phát triển khi mà nó được kích thích. Nếu như không có sự kích thích thì nó dần dần nó sẽ chết đi. Một bộ não khỏe mạnh thì sẽ không mất một cái số lượng một số lượng tế bào não lớn khi mà nó lão hóa. Nó bắt đầu rewire itself, có nghĩa là tua lại, giống như là đi lại cái vòng tuần hoàn của nó và phát triển những cái neuron mới. Tuy nhiên thì những cái bệnh mà gây nên cái sự thoái hóa trong cái não bộ của mình thì rất là biến vào cái tuổi già, và chúng ta thường đề cập tới tuổi tác, sự lão hóa liên quan đến những cái bệnh chẳng hạn như là bệnh Alzheimer. Mặc dù là những cái bệnh này thì rất là phổ biến và ở những người già thì sẽ là một cái thiếu sót khi nghĩ rằng tuổi tác cao thì nó sẽ tương ứng với cái sự giảm đi nhận thức. Khi mà những người già họ không mắc cái bệnh Alzheimer
và chịu những cái sự, những cái người mà chịu sự mất mát, những cái hồi ức liên quan đến tuổi tác và những cái kỹ năng vận động thường thì không phải là, không phải là vì tuổi già mà bởi vì cái sự thiếu vận động và thiếu những cái kích thích ở trong cái tinh thần của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn. Bạn có thể học để viết ở cái tay không thuận, đúng. Học hỏi thì sẽ khiến cho những cái tế bào thần kinh phát triển sai. Tại vì sao nào? Chúng ta có thể xem ở trong phần này thì mình thấy là khi mà mình học hỏi thì sẽ có cái sự liên kết giữa các cái neuron thần kinh. Và những sự liên kết này càng mạnh thì cái não bộ của mình càng phát triển. Thì cái này nó khác với cái việc học, nó làm cho những cái tế bào thần kinh mới phát triển, không phải, mà chỉ là sự liên kết giữa neuron thôi. Và khi chúng ta già đi thì một lượng lớn tế bào não nó chết đi. Câu này thì không đúng, tại sao? Khi mà chúng ta già đi thì mình thấy là một cái bộ não mà khỏe mạnh thì nó sẽ không mất đi một lượng lớn những cái tế bào não khi mà nó lão hóa, nha. Nó sẽ quay trở ngược lại cái vòng tuần hoàn của nó và phát triển thêm những cái neuron mới. Vì thế là cứ không, không có phải là già đi thì sẽ mất một lượng lớn, mà chỉ là bộ não mà nó không khỏe mạnh thì nó mới mất đi thôi. Nếu như não của mình khỏe mạnh thì nó sẽ tiếp tục phát triển khi mà nó già đi là đúng. Và những cái kích thích về tinh thần sẽ khiến cho trí nhớ của mình rất là tốt. Câu này là đúng luôn. Hãy tìm những từ trong đoạn văn có những nét nghĩa sau đây khiến cho mọi thứ xảy ra cùng lúc, là coordinate, là phối hợp, là điều phối làm sao cho nó nhịp nhàng với nhau, thay đổi những cái kết nối về điện, đó là rewire. Conditions that kill brain cells, là những cái tình trạng mà là làm giống như là diệt đi những cái tế bào não, đó là những cái bệnh mà thoái hóa não, bệnh sa sút trí tuệ, sự mất đi khả năng sử dụng não bộ một cách hợp lý thì sẽ là mental decline, giảm đi cái nhận thức. Rồi liên quan đến tuổi già, chúng ta có tính từ là age related. Chúng ta lưu ý là phải có một dấu gạch ngang ở giữa. Khả năng kiểm soát những cái sự di chuyển của cơ thể mình thì sẽ là motor skill, làm kỹ năng vận động. Chúng ta chuyển qua phần tiếp theo là những cái dấu hiệu và triệu chứng. Thì bài này yêu cầu chúng ta lại quyết định xem mỗi cái triệu chứng dưới đây là nó có liên quan tới vận động thì mình sẽ điền chữ M, và suy nghĩ thì sẽ điền chữ T, behavior là hành vi thì sẽ điền B, và sau đó so sánh với bạn của mình. Bệnh Alzheimer thì nó gây tổn thương đến não, hủy hoại đi cái trí nhớ và nguyên do. Con người mà bị mắc bệnh Alzheimer thì sẽ rất là lẫn lộn và mất đi những cái chức năng về nhận thức. Họ cần sự chăm sóc y tá nhiều hơn khi mà họ ngày càng trở nên helpless, mình hiểu là không không có, có khả năng mà tự chăm sóc được họ và cuối cùng họ chết đi. Thì cái bệnh này nó có ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên thì nó quên đi những cái đoạn hội thoại mà gần đó nhất, những sự kiện gần đó nhất là về cái suy nghĩ, thì chúng ta sẽ điền T. Minor changes, những cái thay đổi nhỏ về khả năng và hành vi thì nó có thể là một trong ba cái ha. Repetition, sự lặp đi lặp lại thì nó sẽ là về cái suy nghĩ. Trong giai đoạn mà giữa thì nó cần sự giúp đỡ với ADL. ADL này là viết tắt của từ Activities of Daily Living.
là những cái hoạt động mà thường nhật á, đã cần cái sự giúp đỡ trong cái hoạt động thường nhật thì nó sẽ thường là về vận động. Wandering, wandering là lang thang thì mình có thể hiểu là về hành vi của họ. Rồi mất đi cái hứng thú đối với người khác thì có thể là hành vi, cũng có thể là suy nghĩ. Rồi những cái hành vi mà bất thường thì chắc chắn là hành vi rồi. Resolving gait là cái dáng đi mà họ cứ lết thết lững thững rồi cứ lê bước đi như vậy thì nó sẽ về vận động. Later stage, giai đoạn sau cùng thì cần sự giúp đỡ liên tục đối với những cái hoạt động mà thường nhật, sẽ là movement. Họ quên mất những cái tên thì là suy nghĩ của họ. Họ hoàn toàn mất đi trí nhớ thì sẽ là suy nghĩ. Họ không có khả năng nhận diện được những người quen thuộc, những cái vật thể, những cái nơi chốn quen thuộc thì sẽ là về suy nghĩ. Rồi họ dễ upset, mình hiểu là dễ bực bội, dễ buồn chán và rất là dễ hung hăng, sẽ là về hành vi. Họ lẫn lộn những ngày và đêm thì là suy nghĩ của họ. Rồi họ bị bó buộc vào giường hoặc là xa lăn thì sẽ là cái chuyển động. Họ khó khăn trong việc nhai nuốt thì là chuyển động, và họ mất đi cái giọng nói của họ thì sẽ là suy nghĩ. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo là phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Chúng ta sử dụng will để nói về những cái sự thật ở trong tương lai. Trong vòng 20 năm nữa thì sẽ có nhiều người già và ít người trẻ hơn, tức là một xã hội già hóa. Và dùng will để đưa ra những cái phán đoán và thể hiện sự hy vọng về tương lai. Chúng ta thường dùng với những cái từ chẳng hạn như là I think, tôi cho rằng, I suppose, cũng mang nghĩa như vậy. Thì bữa trước thì cô cũng đã có bài là chúng ta dùng be going to để nói về những phán đoán. Tuy nhiên sự khác biệt giữa will và be going to trong trường hợp đưa ra phán đoán đó là be going to thì sẽ dựa trên những cái phán đoán mà có căn cứ, trong khi will thì sẽ dùng với những phán đoán mà không có căn cứ. I hope, tôi hy vọng là, và từ probably, có lẽ, tức là những từ như probably, perhaps, maybe, đều có nghĩa là có lẽ thì sẽ thường dùng với từ will nhiều hơn. I think I'll die when I'm 90. Tôi nghĩ tôi sẽ chết khi mà tôi 90 tuổi. I don't think I'll play sport when I'm 80. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chơi thể thao khi tôi 80 tuổi. Thì thường người Tây họ sẽ không nói giống như người Việt mình là tôi nghĩ là tôi sẽ không, mà là tôi không nghĩ là tôi sẽ. Các em lưu ý là họ sẽ phủ định ở ngay cái chữ thing này. I hope I won't live in a care home. Tôi hy vọng là tôi sẽ không sống trong một cái nhà, một cái viện dưỡng lão. Và với gia đình xung quanh tôi thì có lẽ tôi sẽ có một cái tuổi già khỏe mạnh cũng như là già lâu. Khi chúng ta quyết định điều phải làm, phải có, thì chúng ta sẽ dùng từ will. Và chẳng hạn như câu I have coffee, please. Tôi chọn cà phê, làm ơn mang cho tôi cà phê nè. Alright. Để đưa ra một cái lời đề nghị giúp đỡ, em lưu ý là offers là lời đề nghị giúp đỡ, trong khi request là mình đề nghị mình được ai đó giúp đỡ, và promises là những cái lời hứa. Và chúng ta có thể dùng với từ shall I. Khi mà đọc nối thì mình sẽ đọc là shall I nha, cho cái lời mà mình đề nghị, mình giúp đỡ người khác. Các em chú ý là từ shall chỉ đi với môi I và môi we thôi. I'll get you a drink. Tôi sẽ lấy cho anh một cốc nước. Shall I get you something to eat? Để tôi lấy cho anh cái gì ăn nhé. Will you do me a favor? Do somebody a favor có nghĩa là giúp đỡ ai các em. Vậy là câu này có nghĩa là mình request, mình đề nghị họ giúp đỡ mình thì mình sẽ dùng từ will you. I won't be back late, so don't worry. Đây là một lời hứa, tôi sẽ không trở lại trễ đâu, cho nên đừng có lo lắng. Rồi nhá, đây là cách chia của will, thì các em có thể nhìn cái phần trang 119 để mình biết. Alright.
Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là sẽ phải làm bài 1 này. Điền những cái từ này vào, các em có thể dừng video lại. Sau đó thì mình sẽ check đáp án cùng với cô. Như câu 1 thì là câu này là sai. Alphonse, sorry, bị nhầm với phần reading. Phần này là a future fact, là một cái sự thật ở trong tương lai. Thì mình có là the new hospital will open in 2010. Một sự thật trong tương lai thì mình sẽ dùng will và mình điền chữ F ở đây. I don't think you blah 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 tonight if you have a nap now. Tôi không nghĩ là bạn sẽ ngủ được tối nay nếu như mà bạn giờ bạn ngủ trưa. Thì là I'll sleep. Thì cái cách dùng của cái câu này sẽ là đưa ra một cái sự phán đoán nhưng mà không có căn cứ. 3. Cái gì đó ra ngoài vào tối nay không? Không, tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà. Thì đây là một cái lời đề nghị các em. Mình có thể hiểu là một cái quyết định mình đã được mình đưa ra và nó không có cái sự thỏa thuận từ trước mà chỉ là bộc phát thôi. Tối nay đi ra ngoài chơi nhé. Tối nay you will be able to go home a week after your operation. Bạn có thể về nhà một tuần sau khi mà đã mổ. Thì cái này là một cái sự thật ở trong tương lai thì chúng sẽ dùng will be. Number 5, tôi ăn món cà ri gà với cơm. Thì đây là cái mà mình chọn lựa. A decision you're making. I'm working tonight, so I probably be tired. Tối nay tôi làm việc, vì thế có lẽ là tôi sẽ mệt vào ngày mai. Thì đây là đưa ra một cái phán đoán. Và đi với kiểu probably nữa, cho nên là mình gần như là mình có thể hiểu nó sẽ giống như từ, nó sẽ hay đi với từ will. Các em lưu ý để khi mà mình làm bài tập cuối kỳ á, mình sẽ chọn được cho nó đúng hơn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành cái đoạn hội thoại này. Sử dụng will, rồi want. Cái phẩy ll này mình không đọc là, ví dụ như I rồi phẩy ll mình không đọc là il nha, mình đọc là I'll. Ok. Các em có thể dừng video lại sau đó kiểm tra đáp án cùng với cô. Will you pass me my glasses? Then I'll be able to see the television. Here you are, oh, and will you do me another favor? What now? Will you help me stand up? I want to switch it on. You probably fall over. I will do it. Thank you. I won't trouble you again. Okay. The won't này là bằng we will not nha. Yeah. Rồi tip 3 của chúng ta đây, chúng ta có thể lướt qua một lượt. Phần từ vựng, chúng ta đến với phần từ vựng về những cái vấn đề và những sự trợ giúp. Bây giờ nhiệm vụ của mình là nối một người già mà họ không thể rời khỏi giường thì họ sẽ được gọi là nằm liệt giường, bedridden. Often wet himself, thường là giống kiểu là đá dầm á, và không có lúc nào cũng làm cho bản thân ướt sũng luôn, thì sẽ điền là incontinent. Breaks the bone easily, dễ bị gãy xương, thì mình sẽ điền với từ frail là xương là rất là giòn, dễ vỡ. Can't hear very well, không nghe được tốt lắm thì sẽ là điếc. Không thể di chuyển đi lại một cách thoải mái thì sẽ có là immobile, là bất động, hoặc là khó cử động. Often can't remember things, thường là không nhớ được thứ mọi thứ này. Rồi là forgetful, bị chứng hay quên, bị đãng trí. Chúng ta có từ đồng nghĩa với nó là từ absent-minded.
rồi mặc cái bộ pyjama đi ra ngoài đường thì bị giống như là bị lẫn lộn giữa đường phố với lại ở trong nhà, rồi không thấy được rõ thì mình sẽ có là short sighted, là bị giống như bị cận. Rồi likes to be free, rất là thích được tự do, thì nó sẽ bằng với independent, là thích độc lập. Hãy nối những cái từ vựng với một bức tranh. Cái hình của chúng ta ở trong sách của mình á, thì chúng ta có hình này. Sách của mình mình thấy là cái hình này đây. Nhiệm vụ của mình là sẽ phải nối với những cái thiết bị này. Các em có thể vừa xem video vừa nhìn sách để mà dễ theo dõi hơn. Thì cái hearing aid, thiết bị mà trợ thính này, thì nó sẽ đi với chain. Walking stick là cái gậy mà để hỗ trợ đi lại ấy, thì sẽ là chi. Glasses, kính. F, pressure patch là cái đệm mà nó nén lại, đệm hơi, đệm nén lại. Incontinent patch là cái bỉm, bath lift, cái mà cái giống như là cái ghế để nâng người ta lên để hỗ trợ cho người già họ tắm khi mà họ mới di chuyển được. Rồi power chair là cái kiểu dạng của dạng xe lăn với đó, nhưng mà nó tự động đó. Rồi helping hand, một cái tay cần, một cái cần để mà hỗ trợ lấy đồ dùng cho họ. False teeth là răng giả. Artificial hip, cái hip này bình thường mình sẽ dịch là cái hông, nhưng mà ở đây trường hợp này thì mình có thể hiểu là một cái chân giả, một cái hông mà nhân tạo á, người ta gắn vào để thay thế trong cái chân mà người ta bị mất đi á. Rồi từ walking frame thì nó khác với walking stick một chút xíu, là nó cũng là dụng cụ để hỗ trợ đi thôi, nhưng mà ở đây nó có bốn, nó có cái nó giống như là một cái khung đỡ mà nó có bốn chân á. Em có thể thấy như hình này này, và commode là cái ghế để dùng cho bệnh nhân tiểu tiện. Bây giờ mình sẽ lắng nghe và đánh giá, xem cái bảng đánh giá bệnh nhân này. Một bệnh nhân cao tuổi thì được nhập viện sau khi mà bị ngã. Hãy lắng nghe một y tá nói với con gái của bệnh nhân và hoàn thành cái bảng này. Nếu như mà không vấn đề gì thì sẽ là chúng ta ghi số 0. Mức độ nhẹ thì mình đánh một dấu tích. Moderate, mức độ trung bình á, thì mình đánh 2 dấu tích, và độ nặng thì sẽ là severe, 3 dấu tích. Ở đây chúng ta có các cái danh từ là deafness, là deep, loss of sight, thì giống như là mất đi cái thị lực á. Rồi restricted movement, giới hạn về chuyển động. Sleep disorders, rối loạn giấc ngủ, những vấn đề liên quan tới việc ăn uống mà kiểu không có cho bản thân ăn được hay như thế nào đó. Incontinence là sự tiểu tiện, và signs of confusion, những cái dấu hiệu mà lẫn lộn. Bây giờ mình sẽ nghe và quyết định. Unit 7. Listening 2. Assessing a patient. Your mom is going to be fine. There are no bones broken. Oh, that's good news. I was worried because she's a bit frail. Is that the first time she's had a fall? Yes, it is. I'm doing an assessment of her, so I've got some questions. Can you help me with them? Of course. Go ahead. Right. Number one, how is your mother's hearing? Does she wear a hearing aid? Yes. She is very deaf. Without her hearing aid, she hears nothing at all. Okay. Can she see okay? With glasses, yes. Very well, for her age. Right. Mobility? Are her movements very restricted? Well, she needs help getting dressed and getting in and out of the bath. She has a walking stick and she's very independent. But some days she gets dizzy and can be unsteady on her feet.
She uses a scooter for shopping. The next question is about the sleeping habits. Does she have any sleep disorders? She has a lot of problems. She often wakes up in the middle of the night. Sometimes she can't sleep at all. She takes sleeping pills, and of course she has a nap every now and then during the day. Okay. Any problems eating? Can your mother feed herself? Oh, yes. She's fine at the table. Right. Continence is next. Does she ever wet herself? Well, that happens quite often. Probably because she doesn't like using a bedpan and she can't get to the bathroom. We have to make sure she has an incontinence pad. Does she ever show signs of confusion? Occasionally, yes. Sometimes she thinks I'm her sister. Last night, I heard someone moving around downstairs, and when I went down, I found Mum in the kitchen. She didn't know where she was. We laughed about it afterwards. Does this often happen? No, very rarely. Okay. Sau khi chúng ta đã nghe xong thì chúng ta sẽ đến với phần đáp án. Đáp án của chúng ta là về cái việc mất thị lực thì có thể là không hoặc là rất là nhẹ. Rồi. Chúng ta xem qua một chút xíu, xem kỹ và nhớ xem là lý do nào cho mình biết là mình chọn những cái dấu hiệu đó. Ok. Đây là lý do các em nhé. Khi mà mình nghe, mình có thể thấy là người ta nói là good eyesight for her age. Nhưng mà phải dùng kính. Tức là cái nếu mà thị lực thì là tuổi của bà ấy thì gọi là tốt á. Nhưng mà bà ấy vẫn phải dùng kính. Thì mình có thể dùng là không có bị gì hoặc là bị nhẹ thôi. Rồi cái chuyển động thì bị giới hạn. Thì bà phải dùng walking stick nè. Và đôi khi thì mệt mỏi nè. Giống chóng mặt á. Và không có vững, rồi mất ngủ, thường là thức giấc và đôi khi thì không thể ngủ được, rồi phải uống thuốc ngủ, rồi ngủ trưa suốt cả ngày luôn, rồi gặp cái vấn đề là cho bản thân mình ăn thì cái này là fine, là bình thường, không có gì hết. Incontinence là doesn't like pad pan, bà này không thích mấy cái bô ở bệnh viện á, và không thể đi vào phòng tắm vì thế mà bà cần cái bỉm. Rồi dấu hiệu mà lẫn lộn thì là lẫn lộn những người, lẫn lộn những nơi chốn. Sau đây là phần test script.